Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về. Chiếc xe này vừa mới mua về thì hôm qua tôi cũng đã quay một video ngay tại nhà chủ xe các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Hyundai Verna phiên bản 1.4 số tự động nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Chiếc xe này là phiên bản nội địa Hàn Quốc quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2009 và đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, đăng ký từ cuối năm 2009, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, một chủ từ đầu đây các bạn này. Biển vẫn là biển 4 số các bạn nhé, 30T3815. Đấy, 4 số này là một chủ từ đầu rồi. Đồng hồ cam kết với quý vị và các bạn là đồng hồ zin 97 km nhé, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Thưa với quý vị và các bạn, anh chủ xe này rất là cẩn thận, anh có thẻ VIP tại Hyundai cho nên là anh làm toàn bộ chiếc xe này trong Hyundai hết, cho nên full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại Hyundai từ năm 2009, tức là từ lúc mới mua luôn các bạn nhé. Tất cả chiếc xe này là còn nguyên bản này, nguyên bản cả hai chìa khóa này và hồ sơ tự quản đầy đủ, không thiếu một cái gì, như một chiếc xe vừa mới mua về như thế nào là còn nguyên như vậy, kể cả sách hướng dẫn sử dụng vẫn còn nguyên các bạn nhé. Phải nói là chiếc xe này là chủ xe rất là cẩn thận. Mà chiếc xe này chúng tôi đến mua xe tại nhà chủ xe là chiếc xe này toàn để trong hầm nhé, cho nên là tất cả từ những cái logo này, chrome này, đèn này còn rất mới và rất là sáng, mới đều cả xe luôn các bạn ạ. Tôi có video là tôi quay tại nhà chủ xe, quay chụp ảnh trực tiếp tại cái hầm của nhà chủ xe đấy, xe để trong hầm cho nên là còn mới, còn đẹp hết luôn các bạn nhé. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và bạn là đồng hồ nguyên bản này, đồng hồ chuẩn không tua này, không tai nạn, không ngập nước, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Đấy, và keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán giá là 215 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Rất phù hợp với quý vị và các bạn nào mà nhà đang ít tiền và những nhà nào mà đang có ý định mới mua xe mà hoặc là mới tập lái thì mua những chiếc xe này thì nó rất là hợp lý các bạn ạ. Vì sao lại hợp lý? Thứ nhất là giá thành hợp lý. Cái thứ hai nữa là chúng ta mới mua xe thì nên mua những chiếc xe này đi cho nó quen xe, và sau đó chúng ta sẽ mua những chiếc xe nó đẹp hơn, thì nó có chẳng may nó có bị đâm đụng va chạm gì thì nó cũng đỡ phí tiền luôn quý vị và bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Verna 2009 số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai Verna 1.4 số tự động sản xuất năm 2009 nhập khẩu nguyên chiếc này. Mời quý vị và các bạn. Và thưa với quý vị và các bạn, ngay lúc này thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần thân vỏ bên ngoài của một chiếc xe 2009 các bạn nhé. Tuy nói là 2009 đời sâu, thưa với quý bạn đời sâu tính ra bây giờ là cũng đã sử dụng được hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm nhưng mới lăn bánh có 97 km, thì thưa với quý bạn tính ra là chỉ bằng một chiếc xe i10 hoặc một chiếc xe Vios
chạy taxi, chạy dịch vụ 1 năm thôi các bạn ạ. Đấy, chiếc xe này thì có rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, toàn để trong hầm cho nên là quý bạn xem này. Những chiếc xe mà để trong hầm thì nhìn về cái phần đèn này đều rất là mới, rất là sáng các bạn nhé. Và những cái phần chrome này, logo này đều rất mới luôn các bạn này. Đấy, những cái phần đèn đều sáng luôn các bạn này. Đấy, rất đẹp luôn quý bạn nhé. Phần nước sơn bên ngoài thì các bạn thấy đây ạ. Nước sơn cũng còn rất đẹp luôn quý bạn nhé. Vì sơn nguyên bản theo xe còn zin rất là nhiều. Sơn nguyên bản theo xe là còn zin rất là nhiều luôn này. Kể cả những cái cụm đèn hậu cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu. Còn rất mới này. Phiên bản 1.4 số tự động quý bạn nhé. Đấy, chủ xe này làm tại Hyundai Lê Văn Lương luôn này. Full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại Hyundai Lê Văn Lương. Toàn bộ những cái phần logo, chữ đấy đều rất là mới này, cụm đèn này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu quý bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì cũng đã được trang bị sẵn là cảm biến lùi rồi các bạn nhé. Chưa có camera lùi nhưng có sẵn cảm biến lùi rồi. Cảm biến nguyên bản theo xe còn hoạt động rất là tốt này. La răng thì cũng đã được trang bị là la răng đúc rồi. Đấy, la răng đúc này. Lốp thì còn rất dày luôn quý bạn nhé. La răng đúc này. Lốp còn rất dày. Chiếc xe này thì chủ xe thay lốp từ năm 2022 này. Đôi lốp này mới thay xong các bạn ạ. Thay 22 năm ngoái. Đấy mà còn mới như này đây. Chủ xe đi rất là ít này, mới thay từ 2022 vẫn còn nguyên ta lông này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Nhìn về cái phần bên ngoài thì các bạn thấy đây ạ. Một chiếc xe sedan đều rất là đẹp, nước sơn zin nguyên bản của xe còn rất là nhiều. Phần thân vỏ bên ngoài chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm và cũng chưa sơn lại nhiều cho nên là cái nền nó còn rất đẹp như này đây các bạn này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Cabo sơn zin nguyên bản này. Và cũng chia sẻ thật với quý vị và các bạn về chiếc xe này thì chúng tôi mua về là tôi đến xem là cách đây 3-4 hôm rồi cơ. Tôi có chụp ảnh và hôm qua thì tôi mới đến chính thức là tôi mua. Hôm trước đến xem thì tôi mới đặt cọc thôi. Đến xem mà nó đẹp quá cho nên là tôi đặt cọc luôn các bạn nhé. Và hôm qua mới được lấy xe. Lấy xe là tôi cũng có quay và đến xem tôi cũng đã quay lại chụp ảnh lại cho quý bạn xem. Nếu như quý vị và các bạn mà xem ở trên Zalo của tôi đấy, tôi có đăng luôn này. Từ hôm tôi đến xem tại nhà chủ xe mà tôi quay ở tầng hầm đấy ạ, dưới hầm đấy. Đấy, rất mới, rất đẹp nhá. Và mua về buổi chiều hôm qua là hôm nay chúng tôi cũng còn chưa phải mất tiền rửa xe đâu. Đấy, chưa mất tiền rửa xe mà chủ xe đi giữ gìn lúc nào cũng sạch, cũng đẹp như này đấy ạ. Đấy, như một chiếc xe mới đẹp như này. Phải nói là chủ xe rất là cẩn thận luôn các bạn nhá. Đấy, về bên ngoài thì nó đẹp như này rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất bên trong của chiếc xe. Mở cái cửa ra thì các bạn thấy đấy ạ, nó đẹp lắm luôn đấy ạ. Đẹp và đến bây giờ thì rất ít xe nó còn nguyên bản được đẹp như này. Ghế nỉ này. Đấy. Chủ xe chia sẻ luôn là anh không thích bọc ghế da, để nguyên cả ghế nỉ này từ đầu luôn đấy ạ. Đấy. Nguyên bản này, ghế nỉ này. Không những nó còn nguyên bản và nó còn rất mới này các bạn này. Đấy. Phải nói là rất mới mà tôi không mất tiền dọn xe đâu các bạn nhá. Đấy, một chiếc xe này thì không phải là do không phải là tôi không mất tiền dọn xe là do nó xe sạch sẽ mà cơ bản là chủ xe chăm sóc rất là tốt, chủ xe cũng rất là hay dọn xe cho nên là nó đẹp lắm đấy ạ. Đấy. Và nó đẹp mà nó mới, nhiều người có thể không tin là cho rằng là cái ghế nỉ này có thể bọc ra bây giờ mới bóc ra như các bạn xem đấy ạ. Đấy, những cái phần nhựa này nó cũng rất đẹp này. Táp bi cánh cửa các bạn thấy đấy ạ, nó rất mới đấy ạ, phải nói là nó mới đều luôn các bạn nhé. Những cái nút lên xuống kính này. Đấy, chỉnh gương này đều rất mới, rất đẹp luôn các bạn ạ, phải nói là mới đều. Và keo chỉ đây thưa với quý vị các bạn này, toàn bộ những cái phần keo chỉ này là còn nguyên bản hết nhá, chưa có mất một phân keo chỉ nữa đâu. Đấy, chúng tôi cam kết tất cả những con ốc này còn zin, keo chỉ còn zin hết luôn này. Đấy, và chiếc xe thì sản xuất năm 2009 đây này. Đây là cái tem của nhà sản xuất nhá, 2009 đây. Và nhập khẩu từ Hàn Quốc, phiên bản này là phiên bản nội địa của Hàn Quốc đây các bạn nhé. Phiên bản này nhập nội địa Hàn Quốc đấy ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cánh cửa sau này ra cho quý bạn xem đấy ạ. Cánh cửa sau này. Đấy, toàn bộ từ keo chỉ của cánh cửa sau này. Keo chỉ này còn nguyên hết này. Đấy, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Và táp bi cánh cửa đây các bạn thấy chưa? Rất mới này. Ghế nỉ đằng sau này lại còn mới hơn nữa cơ. Đấy, ghế nỉ đằng sau này cũng rất là mới này. Rất đẹp luôn các bạn này. Đấy, trần này đều rất mới, rất đẹp luôn các bạn nhé.
Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về các phần nội thất và cái độ nguyên bản của chiếc xe đây ạ. Khóa thì xe cũng đã được trang bị khóa điện rồi các bạn nhé. Chìa này là chìa điện này. Chìa điện nó bấm ở cạnh này. Đấy, bấm ở cạnh. Bây giờ tôi nổ máy lên cho các bạn xem. Đấy. Tôi đã nổ máy chiếc xe lên rồi nha. Tôi cho cái volume nhỏ đi. Đấy. Và đồng hồ công tơ mét đây thưa với quý vị và các bạn là chuẩn 9 vạn 7 đây nhá. Cam kết với quý vị và các bạn là cái đồng hồ này là chuẩn này, chúng tôi không tua này. Một chủ từ đầu cho nên là nguồn gốc chúng tôi biết rõ thì chúng tôi mới dám cam kết ạ. Đấy, nguồn gốc từ đầu chuẩn chỉ cho nên tôi mới dám cam kết, và hơn nữa là còn full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng nhé. Và nhìn đồng hồ thì bạn phải xem về cả cái vô lăng này. Vô lăng rất đẹp luôn này. Đấy, chủ xe bọc có hai bên này thôi, nó có hai cái miếng bọc hai bên rất mỏng này. Đấy, và bên trên này thì còn nguyên chưa bọc mà đẹp như này đây. Từ những cái vô lăng này được tích hợp các phím điều khiển rồi các bạn này. Đấy, vô lăng có tích hợp các phím điều khiển này. Đấy, và đầu DVD này. Đã có đầu DVD đây các bạn nhá. Đầu DVD này. Đấy, các bạn xem này, cái phần nhựa này nó mới không? Đấy, tất cả còn mới này. Cần số này. Cần số tay phanh các bạn thấy đấy ạ. Chưa có dọn dẹp gì đâu, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả mà đẹp mới như này đấy ạ. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhá. Rất đẹp luôn các bạn ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ lại tắt cái máy đi đã cho các bạn cùng xem nhé. Để quay tiếp cho các bạn xem. Mở cái phần cốp sau này. Mở cái cốp sau cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Đây là cái phần cốp sau này. Ốc cốp sau còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đây là cái ốc cốp sau này. Keo chỉ cốp sau còn nguyên bản hết này. Keo chỉ cốp sau. Tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đằng sau nó không có cái tấm nỉ cho nên là nếu như bị đâm đụng hay là va chạm thì chúng ta nhìn đây biết luôn này. Đấy, và đằng sau này còn rất mới luôn đấy ạ. Nguyên zin từng con ốc này. Đấy, còn nguyên bản này. Lớp sơ cua còn chưa hạ cơ các bạn ạ. Lớp sơ cua thì những cái dòng xe nhập khẩu này nó nhỏ hơn. Đấy, cho nên là còn mới tinh này. Tất cả còn mới tinh và còn nguyên đồ của chủ xe để ở đây nhé các bạn này. Chúng tôi chưa dọn ra. Đấy, những cái đồ này và còn mới nguyên. Đấy, đồ đạc của chủ xe còn nguyên này. Đồ đạc còn nguyên hết luôn đấy ạ. Rất đẹp luôn các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Keo chỉ còn nguyên bản này. Keo chỉ này, táp bi cánh cửa này đều nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Nội thất đằng sau này, toàn bộ những cái phần trần nỉ này đều rất đẹp, rất là mới luôn các bạn nhé. Một chiếc xe 2009 so với đời thì tôi khẳng định luôn với quý vị và các bạn, nhiều chiếc xe đời cao hơn cũng không đẹp bằng đâu các bạn nhé. Nhiều xe có thể đời 2010, 2011 chưa chắc đã đẹp bằng chiếc xe này. Keo chỉ cánh cửa cũng còn nguyên hết luôn. Táp bi rất mới, rất đẹp luôn nhé quý bạn nhé. Tất cả các con ốc đều nguyên zin hết này. Ốc nguyên zin hết này. Táp lô, táp bi này. Đây là táp lô này, còn nguyên bản này. Sách hướng dẫn quý bạn xem này. Sách hướng dẫn sổ bảo hành còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Đấy, còn nguyên hết. Phải nói là ít xe còn giữ lại được những cái này ạ. Anh chủ xe rất là cẩn thận luôn quý bạn nhé. Đấy, trần này. Rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Không, chưa cần phải dọn dẹp gì mà đã đẹp như này rồi đấy ạ. Đấy, chúng tôi chưa có phải dọn dẹp gì đâu ạ. Đấy, đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Tất cả về cái phần ngoại thất, nội thất đều rất là mới rồi các bạn nhé. Và bây giờ là cái phần động cơ. Tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần động cơ của chiếc xe Hyundai Verna 2009 nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc này các bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc Verna 2009 này là một cái khối động cơ xăng 1.4 lít kết hợp với hộp số tự động. Đấy, tôi giới thiệu qua về cái phần động cơ. Đấy, nhưng cái điều quan trọng nhất mà tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn ở chiếc xe 2009 này là nó còn nguyên bản. Nguyên bản từ ốc cabo đây các bạn nhé. Ốc chưa có một vết tháo này. Keo chỉ này. Còn nguyên bản này. Đấy, còn nguyên bản hết luôn nhé. Tất cả là còn nguyên bản hết luôn này. Ốc cabo nguyên bản này. Toàn bộ những cái ốc giảm sóc này còn nguyên bản hết luôn. Đấy, còn nguyên hết. Ốc tai này. Nguyên này.
tất cả những con ốc ở trong khoang động cơ này là còn nguyên bản từ 2009 đến bây giờ mà còn nguyên bản hết luôn các bạn này. Phải nói là hiếm có nhá. Và chiếc xe này thì tôi cũng xin chia sẻ với quý bạn đây là chúng tôi còn chưa rửa này, chưa có dọn dẹp gì cả này, máy móc nó còn nguyên bản. Nếu như quý vị và các bạn nào thích sự mộc mạc, yêu cái sự mộc mạc thì đây là một chiếc xe đáng để quý vị và các bạn quan tâm đấy ạ. Nha quý bạn nhá. Đấy, rất đẹp luôn này. Ốc chân máy này còn nguyên bản hết luôn các bạn này. Đấy, rất đẹp luôn đấy ạ. Chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả quý bạn nhá. Còn nguyên bản hết này. Đấy, rất đẹp luôn. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Hyundai Verna sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc tại Hàn Quốc, lăn bánh được 97,000 km rồi các bạn nhé. Chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 215 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Verna nhập khẩu 2009 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.